Benzema nói gì sau khi giành giải thưởng quả bóng vàng 2022? Tiền đạo người Pháp Karim Benzema cho biết anh đang rất hạnh phúc sau khi giấc mơ trở thành sự thật với giải thưởng quả bóng vàng 2022. Karim Benzema cuối cùng cũng đã biến giấc mơ thành sự thật khi được vinh danh tại gala trao giải quả bóng vàng 2022 do France Football tổ chức đã diễn ra ở nhà hát danh tiếng Châtelet, Paris, Pháp. Đây là giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ, nhiều cầu thủ cũng mong ước điều đó. Tôi cảm thấy rất vui vì đã giúp đỡ được các đồng đội của mình và tôi đang vô cùng hạnh phúc, chân sút người Pháp chia sẻ. Tôi luôn mơ danh hiệu này trong đầu. Sau tuổi 30, tham vọng đó vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi, anh nói. Tôi luôn tận hưởng những gì mình có. Nếu tôi đoạt được quả bóng vàng một lần, điều đó thật hoàn hảo. Nếu tôi có nó hai hoặc ba lần thì cảm giác cũng vậy. Bây giờ tôi phải tận hưởng điều này, nhưng tôi không được phép sa sút phong độ. Sau danh hiệu quả bóng vàng, Benzema cho biết điều anh muốn tiếp theo đó là cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 2022. Tôi muốn vô địch World Cup cùng đội tuyển quốc gia vì đó là điều tôi còn thiếu. Tôi hy vọng sẽ có mặt ở Qatar. Tôi thực sự muốn đến đó và cống hiến hết mình, tiền đạo sinh năm 1987 nói. Tại buổi gala trao giải quả bóng vàng, Karim Benzema đã xuất sắc được giành danh hiệu sau khi vượt qua các ứng viên sáng giá như Sadio Mane, Kevin De Bruyne và Robert Lewandowski. Phần thưởng này là hoàn toàn xứng đáng sau khi Benzema đã trải qua mùa giải ấn tượng với 44 bàn thắng cùng 15 đường kiến tạo để giúp Real giành cú đúp danh hiệu ở mùa 2021-22. Thành tích này giúp Benzema trở thành cầu thủ thứ hai ngoài Lionel Messi và Cristiano Ronaldo giành được quả bóng vàng sau trường hợp của Luka Modric năm 2018. Anh cũng trở thành cầu thủ người Pháp thứ năm trong lịch sử đoạt quả bóng vàng sau bốn tiền bối đồng hương Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Vincent Platini và Zinedine Zidane.